Dòng máy này nó giống như máy tính của bạn dùng, đó chính là khái niệm all in one, tất cả trong một. Có máy xay, máy pha, hello, xin chào tất cả mọi người, lại là Tuấn Tô Ha, chuyên gia máy pha cà phê. Ngày hôm nay bằng việc coi đầy đủ video clip này, tôi tin rằng bạn sẽ có một cái sự lựa chọn tuyệt vời cho một cái cỗ máy pha cà phê tuyệt vời. Có rất nhiều các anh chị chủ quán đã từng mở những hệ thống cà phê thật away đều lựa chọn những cái dòng sản phẩm giá vô cùng rẻ. Thì liệu ngon bổ rẻ có tốt không? Tuấn tin rằng ngon bổ rẻ sẽ vô cùng tốt. Và khi mà làm cà phê, chúng ta lo lắng rất một cái điều là cà phê của chúng ta ra phục vụ không có nhan, cà phê chúng ta phục vụ không có tốt, cà phê của chúng ta phục vụ khách hàng không có chuyên nghiệp. Chúng ta không thể có một cái cỗ máy pha cà phê bền. Chúng ta rất lo lắng khi mà mua cái máy pha cà phê nó bị gặp hỏng hóc này, sửa chữa này, không có đối tác, không có người nào có thể sửa chữa cho chúng ta. Khi mua một cái sản phẩm, chúng ta rất lo lắng cái điều là liệu nó có kinh doanh tốt không. Các bạn mua máy pha cà phê để phải kiếm tiền. Chúng ta mua cái máy pha cà phê không phải để chúng ta dùng ở nhà, cũng không phải chúng ta mua một cái máy pha cà phê để chúng ta dùng cho mục đích cá nhân. Mà ngày hôm nay Tuấn tin rằng tất cả những chúng ta đang coi clip và những ai đang coi clip này vô cùng quan tâm cái dòng máy pha cà phê, đặc biệt là Previewler. Tại sao nó lại là dòng máy pha cà phê vô cùng đặc biệt? Previewler là một cái thương hiệu máy pha cà phê. Nó được sản xuất và được lắp ráp và có nhà máy sản xuất tại Trung Quốc. Đấy là cái điều đầu tiên mọi người biết. Nhưng lý do tại sao nó lại vô cùng đặc biệt và chất lượng, vì tôi xin chia sẻ với mọi người, cái máy pha cà phê cạnh máy Previewler đó là Karimali. Đây cũng là một trong những con máy mà thương hiệu của Ý nhưng được sản xuất tại Trung Quốc. Karimali là một máy trực thuộc tập đoàn Karimali, là một trong những thương hiệu có cả trăm năm tuổi ở tại Ý, và họ vẫn đặt nhà máy sản xuất tại Trung Quốc. Lý do là nó cũng giống như câu chuyện của iPhone, đó chính là quy trình và chất lượng kiểm soát. Nhưng chúng ta hãy đặt ra một cái bài toán, ngày hôm nay chúng ta cần và mong muốn điều gì. Ở thương hiệu Previewler thì nó sẽ đáp ứng cho bạn cái việc vô cùng hấp dẫn của con máy Previewler, đó chính là cái khu vực mà cái hộc chứa của cái máy pha Previewler nó có một cái hộc máy xay này. Chính cái điểm đắt giá của cái máy xay được tích hợp vào trong máy pha là sự lựa chọn hoàn hảo cho một cỗ máy dưới 20 triệu. Chúng ta biết rằng đó, nếu mà chúng ta không có cái máy xay này được tích hợp vào cái máy pha cà phê Previewler thì cái việc mà chúng ta phải mua một con máy xay từ 5 đến 8 triệu cộng với một cái con máy xay, một con máy pha cà phê 20 triệu nữa, nó là một con số vô cùng lớn. Nó khoảng tầm rơi tầm 28 đến 30 triệu. Nhưng cái điều này nó không xuất hiện ở Previewler. Và với con máy Previewler, nó sẽ phù hợp và vô cùng phù hợp cho những ai muốn khởi nghiệp hay bắt đầu với công việc kinh doanh với một mô hình quán nhỏ thôi, không lớn, diện tích bé thôi, không to. Cà phê chỉ là một món đồ uống phụ. Phụ ở đây tôi muốn nói rằng là quán đấy nó có thể kinh doanh rất nhiều các mặt hàng khác như trà sữa, nước ép, trái cây, và cà phê không phải là một đồ uống chính. Cái thứ hai, Previewler phục vụ cho những cái mô hình cà phê xe đẩy. Chia sẻ một chút là nó nhỏ, gọn và thuận tiện. Cái máy khi sử dụng Previewler này nó được có một cái là chi phí vô cùng nhỏ, nó chỉ dưới 20 triệu. 20 triệu các bạn đã có một cái cỗ máy Previewler. Và cái điểm đắt giá tiếp theo của Previewler là nó vô cùng dễ dàng sử dụng. Mọi người có thể để ý này, với một cái tay cầm mà được có 3 cái filter trong tặng kèm. Và 3 cái filter của Previewler nó có cái điều vô cùng đặc biệt là nó có 2 filter đôi, 2 filter đơn, và tổng nó có 4 filter. Và filter đơn của Previewler nó có một cái điểm vô cùng đặc biệt, đó chính là nó có 2 filter, mà mỗi một loại filter đấy, mọi người để ý nha, nó chỉ có một cái lỗ duy nhất thôi. Cái filter đấy khi mà mọi người sử dụng, nó sẽ cà phê của bạn chảy ra vô cùng đậm đặc. Nhưng có một cái điểm đặc biệt là nó rất dễ bị yếu bơm và hư bơm. Vì tại làm sao? Với cái filter mà có nhiều lỗ ra thì cà phê của bạn sẽ không đậm. Nhưng có điểm rất ok, đó chính là cái tuổi thọ của bạn sẽ kéo dài. Nhưng với cái filter của bạn chỉ có một lỗ duy nhất cho tay cầm của Previewler, cái loại filter đấy bạn dùng cà phê sẽ vô cùng đậm đặc nhưng tuổi thọ bơm không cao. Đấy là một cái điểm trừ trong khi mà bạn sử dụng cái filter đấy. Vì thực sự cái khi mà bạn dùng cái dòng máy pha cà phê Previewler thì cái bơm của nó chỉ dùng cái dòng bơm Unka 48W, dòng to bằng lửa cổ tay của Tuấn đây. Thì với dòng máy nhỏ như Previewler thiết kế như này thì rất khó chúng ta có thể có một cái máy bơm tốt được cả.
vì cái bơm nó rất ảnh hưởng đến cái chất lượng của một ly cà phê. Với cấu tạo của Previewer vô cùng đơn giản, cái việc đầu tiên là tất cả các nút ấn của nó đã hiển thị trước mắt của các bạn rồi. Ở bên trái là nút nguồn, bên phải là nút điều chỉnh thời gian xay. Bạn xay càng lâu thì bạn vặn càng nhiều. Nút bên tiếp theo nữa, đây chính là cái nút mà để bạn chọn single hoặc double. Single thì sẽ xay ít, double sẽ xay nhiều. Giữa cái màn hình có cái kim áp suất. Và mọi người để ý thường thường cái dòng Previewer khi mà mọi người dùng ban đầu tiên cho cái độ mịn tiêu chuẩn thì nó luôn luôn ở trong ngưỡng áp suất rất tốt. Nhưng càng dùng về sau, cái dòng Previewer chất lượng nó sẽ giảm của bơm. Và nó thể hiện ngay ở cái kim này. Ban đầu nó có thể ở 8, 9 hoặc 10, nhưng về sau nó sẽ tụt xuống 7, 6, 5, 4, 3. Và nó sẽ luôn luôn ở vị trí ngang này. Và khi ở cái vị trí mà ngang cái kim đồng hồ này, áp suất nó không phải là tốt. Đấy là điều đặc biệt các bạn. Tiếp theo nữa, nó có 3 cái nút. Đây là cái nút chương trình, để vào chương trình cài đặt về lượng nước của cái máy. Nút này, nút single và nút double. Và cái điểm đặc biệt thú vị của máy pha cà phê, không kể Previewer và tất cả các cái dòng nút cà phê của bạn, chỉ có đơn giản là bạn muốn đựng lượng nước bao nhiêu thôi. Còn chất lượng cà phê nó như nhau. Nếu bạn setup ít nước thì đương nhiên cà phê nó đậm. Nếu bạn setup nhiều nước thì cà phê bắt buộc nó phải nhạt. Đấy là cái điều vô cùng đặc biệt. Có một cái điểm, cái dòng máy Previewer mọi người hãy nhớ này. Previewer là dòng máy dành cho gia đình. Các cái gia đình khi sản xuất, đây là cái nhà sản xuất, người ta sản xuất cái dòng máy này hướng tới tập gia đình, văn phòng nhỏ. Tại làm sao đấy, nó là sự tiện lợi. Đằng bên dưới Tuấn đây là khay nước thải. Và với cái khay nước thải này thì chúng ta có thể đổ đi bất kỳ lúc nào. Nó cũng không yêu cầu bạn phải có một cái đường nước thoát chuyên nghiệp. Nó cũng không yêu cầu bạn có một đường nước cấp chuyên nghiệp. Vì cái đường nước cấp của nó đã được đựng trong một cái bình nhựa rồi. Và trong đó có một cái cục lọc. Và với những cái điểm vô cùng tiện lợi trong cái quá trình Previewer thì tất cả cái dòng máy này nó giống như máy tính của bạn dùng. Đó chính là khái niệm all in one, tất cả trong một. Có máy xay, máy pha. Nhưng có điểm vô cùng đặc biệt là Tuấn muốn chia sẻ với mọi người, cái công nghệ dành cho cái dòng máy pha cà phê của Previewer, đó chính là công nghệ PAD. PAD là một cái boiler bên trong máy, nó được tích hợp cho cái việc đun và pha chế cà phê. Cái boiler này được kiểm soát bởi nhiệt và dung tích boiler không lớn. Và có cái điểm vô cùng đặc biệt, đó chính là với việc boiler không lớn thì chúng ta hãy quan tâm đến một cái điều là khi mà chúng ta chiết xuất liên tục và nhiều thì boiler nó sẽ khiến cho cái cà phê của bạn, cái nhiệt độ bạn không ổn định. Chính cái nhiệt độ không ổn định khi mà pha với một công suất lớn và liên tục thì chất lượng cà phê của máy pha cà Previewer có thể kéo xuống. Và cùng nghĩa với cái việc mà ưu điểm của nó là giá rẻ, tiện sử dụng, dễ dàng, thuận tiện, thì nhược điểm của nó không thể phục vụ một công suất lớn. Cái điểm thứ hai mọi người hãy chú ý là đó là tuổi thọ của máy không cao. Vì đây là một dòng máy dành cho gia đình, bạn đang sử dụng để kinh doanh thì cái tuổi thọ của cái máy Previewer này cũng không có cao luôn. Đấy là chia sẻ tiếp theo. Cái tiếp theo nữa là bơm của bạn không được lâu. Cái lưỡi dao của Previewer, cái bên trong cái cối của lưỡi dao này, nó cấu tạo của nó chỉ bằng một cái nhông bằng nhựa thôi. Nếu trong quá trình mà bạn sử dụng cái dòng Previewer này mà bạn dùng không may có kẹt dị vật thì chắc chắn cái nhông nhựa nó sẽ bị bể. Và cái chi phí mà thay cho nhông nhựa đấy nó khoảng tầm từ 800 đến 1,2 triệu. Nó vô cùng lớn khi mà bạn thấy rằng là nếu mà cái máy này có chót hư hỏng hay có chót các bạn dùng nó không đúng là gây hư hỏng thì chi phí sửa chữa nó cũng cao nữa. Đấy là cái điều mà Tuấn chia sẻ với mọi người. Có một cái điểm mà ở dòng Previewer Tuấn vô cùng thích, đó chính là cái việc nhỏ gọn của cái vòi steam cũng như vòi cấp nước sôi của cái dòng máy Previewer này. Nó rất dễ dàng sử dụng. Và mọi người có thể thấy là bên tay trái của Tuấn có một cái, đó chính là cái việc có cái tay lén cà phê Previewer. Cái máy pha cà phê Previewer chúng ta chú ý nha, đừng để mất cái cục nén này. Vì tìm cái cục nén này nó vô cùng cực. Và đa phần nó sẽ không có trên thị trường nha mọi người. Chúng ta dùng cái cục này để chúng ta lén cà phê. Nếu mà mọi người muốn mua cái cục lén cà phê đặc biệt dành cho Previewer, hãy comment like và coi hết clip này. Hãy comment cho Tuấn biết rằng là bạn đang mong muốn mua cái cục lén cà phê của máy Previewer. Còn ngoài cùng bên hông bên tay phải của cái dòng máy Previewer này, mọi người đang thấy đây chính là cái thước điều chỉnh độ mịn. Xay số càng nhỏ thì cà phê bạn càng mịn, xay số càng lớn thì cà phê bạn càng thô. Trụ phin là mịn,
Croce là thô. Tự ý nó có Croce, 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 rất nhiều cái ý nghĩa của nó. Nhưng bên tay vặn về chiều bên tay phải của Tuấn là cà phê thô, bạn bên tay trái là cà phê mịn. Đó, đấy là những cái ưu điểm tại sao bạn nên mua Breviewer. Và Breviewer cái khối lượng của nó không phải nặng, bạn có thể dễ dàng di chuyển. Như khi chúng ta sử dụng hay là chúng ta bảo quản, hãy nhớ một cái điều, cái dòng Breviewer này các bạn hạn chế cho nó tiếp xúc nước và để ngoài trời ạ. Thì khi mà mưa gió bạn nhớ cất nó đi, đừng để ngoài trời, vì cái con máy này nó rất dễ bị hư hỏng nếu mà bạn vô tình để nước mưa tràn vào trong hệ thống cối ép hoặc hệ thống đường điện, đường nước của nó. Hãy bảo quản dòng máy Breviewer này tốt, của bền hay tại người. Nếu bạn đang quan tâm một cái dòng máy pha cà phê giá rẻ dưới 20 triệu, Breviewer là cái dòng số 1. Nếu bạn có nhiều tiền hơn, hãy lựa chọn cái dòng máy pha cà phê tốt hơn cho nhu cầu của bạn. Và Breviewer là một trong những sát thủ trong phân khúc dưới 20 triệu. Nó quá tiện gọn cho bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đang coi clip play của Tuấn. Hãy like, share, comment này. Hãy subscribe kênh của Toha. Hãy click vào cái quả chuông để các bạn nhận được những cái video mới nhất của Toha Group. Xin cảm ơn và chào tất cả mọi người.